Xin chào mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng nồi cơm cách đường Cook Club. Chiếc nồi này thì được thiết kế rất là xinh, nhỏ gọn với dung tích là 0,7 lít. Đi kèm với nồi thì sẽ có một cái khay để mình tách đường, để nấu cơm tách đường này. Ngoài ra cũng có thêm một cái chõ để mình đổ sôi hoặc là để mình hấp thủy. Và một chiếc muôi sợi cơm nữa. Một cốc băm gạo. Và một cái dụng cụ để mình cầm vào thành nồi nó không bị nóng. Và lấy lòng nồi ra. Được nồi được thiết kế toàn bộ với cảm ứng là cảm ứng trạm. Đây là nồi cơm điện tử. Đầu tiên để sử dụng thì chúng ta sẽ cắm điện vào, sau đó là chúng ta sẽ cài đặt các cái chương trình nấu bằng nút ở phía giữa này. Đây chính là nút menu. Đầu tiên nó đang nhấp nháy ở đây chính là chế độ nấu gạo, nấu cơm bình thường, nấu cơm trắng bình thường. Tiếp theo là chế độ nấu cháo. Tiếp theo là chế độ nấu ngũ cốc. Còn đây là chức năng hâm nóng. Đây là giữ ấm cơm này. Còn cuối cùng là chức năng hẹn giờ. Phím ở phía bên này chính là để chúng ta bật hoặc là bắt đầu cái chế độ nấu mà mình muốn. Còn phím này nó chính là nấu cơm tách đường. Khi mà chúng ta muốn nấu cơm tách đường cách nhanh nhất thì chúng ta chỉ cần cắn vào đây thôi. Đây. Và bắt đầu. Khi mà bắt đầu được thì chiếc nồi sẽ hiển thị như trên màn hình này. Và để hủy đi thì chúng ta sẽ ấn vào nút này. Ngoài ra thì đây là cái nút để mình hỗ trợ trong việc là cài đặt thời gian hẹn giờ. Ví dụ như mình muốn hẹn giờ thì mình ấn vào cái chức năng cuối cùng này, sau đó là mình điều chỉnh. Đây là 9 giờ 9 rưỡi này. Đó, mình có thể tăng giảm cái thời gian ở đây bằng nút này. Còn nút cuối cùng của chiếc nồi cơm đấy chính là nút khóa trẻ em. Thì cái nút này nó sẽ rất là tiện cho những gia đình nào mà có trẻ nhỏ và đảm bảo là nồi cơm sẽ vẫn được tiếp tục cái chế độ nấu mà không ảnh hưởng gì khi mà chúng ta ấn vào cái chế độ khóa trẻ em này. Đến vệ sinh nồi cơm thì cũng rất là dễ dàng. Thì chúng ta có thể cầm vào cái gioăng cao su này, sau đó là chúng ta kéo ra. Và mình đem đi vệ sinh cái phần vung phía trên này là xong. Và sau khi vệ sinh xong thì mình lại có thể tắt nó lại bình thường.